mang đến hàng ngàn tổ ấm, xây dựng những nẻo đường, đồng hành cùng những công trình trọng điểm quốc gia, tạo lập giá trị xã hội, CNT Group, dấu ấn kiến tạo. Thành lập năm 1981, CNT Group đã có 40 năm xây dựng, phát triển và không ngừng lớn mạnh. Tiền thân là doanh nghiệp xây dựng hàng đầu Việt Nam với những bước tiến vững chắc. CNT Group đã trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành dựa trên 4 lĩnh vực hoạt động: đầu tư và phát triển bất động sản, thi công xây dựng công trình, kinh doanh vật tư, sản xuất vật liệu xây dựng. 40 năm là một chặng hành trình dài đưa CNT Group thành tập đoàn đa ngành được tin tưởng tại Việt Nam. Chúng tôi tự hào vì đã mang lại hệ giá trị tốt đẹp cho khách hàng, đối tác, nhân viên, cổ đông và xã hội. Tập đoàn đã ghi đậm dấu ấn trong lĩnh vực xây dựng qua các công trình danh tiếng mang tầm vóc quốc gia và quốc tế. Trong suốt hành trình phát triển, CNT Group không ngừng khẳng định vị thế, tự hào nhận được sự tín nhiệm của khách hàng, đối tác và xã hội với nhiều danh hiệu cao quý: huân chương độc lập, huân chương lao động hạng nhất, huân chương lao động hạng nhì, huân chương lao động hạng ba, top 500 doanh nghiệp dẫn đầu Việt Nam do VNR 500 bình chọn, cùng nhiều giải thưởng uy tín khác. Chúng tôi xây dựng hệ sinh thái toàn diện thông qua việc thành lập các công ty thành viên. Song hành cùng chúng tôi là các đối tác đa quốc gia đầy tiềm lực với danh tiếng, chất lượng đã được kiểm chứng toàn cầu. Không ngừng sáng tạo, không ngừng hoàn thiện, chúng tôi chuyển mình lên tầm cao mới. Năm 2018, CNT Group tái cấu trúc toàn diện bộ máy hoạt động, xác định đầu tư phát triển bất động sản là lĩnh vực mũi nhọn,